Vâng, em nhớ ông bên đây xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác một cái cách xử lý các bác. Xử lý là khi mà con tướng nó nở. Đấy, nó nở thì mình phải kiểm tra. Đấy, kiểm tra rồi là coi con tướng nó như thế nào rồi. Và mình phải xử lý. Nếu mình không xử lý là dễ bị san đạt. Đấy, tại vì khi mà con tướng nó nở rồi thì là nó rất dễ bị san đàn các bác. Đấy, thì đây này thì em đấy, ong rất là đông các bác. Đây nha các bác nhé. Đấy thì ong nó cũng đang nở ở đây các bác này. Thì sau khi kiểm tra các bác này, đấy, nó có một số cái mủ chúa đây. Đấy, có một số mủ chúa này các bác này, để em cho các bác xem xong là sau đó em sẽ làm từng bước một. Đây. Đấy, các cái mủ chúa rất là nhiều. Các cái mủ chúa rất là nhiều đây. Đây các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu xử lý cho các bác. Đấy, cái này con tướng nó nở rồi nên là nó sẽ cắn các cái mủ chúa. Đây các cái mủ chúa này các bác này. Đấy các bác thấy đây là các mủ chúa, không biết là các bác nhìn có rõ không? Thì nếu như mà các bác mà muốn xử lý cho nó sạch sẽ này. Đấy, sạch sẽ thì đầu tiên này, cho dễ các bác này. Đấy các bác rủ hết các cái cầu này. Đây rủ hết các cầu này, các cái mủ chúa này. Các bác lấy dao này các bác này, các bác đưa một đường từ trên xuống dưới thì không bao giờ bị sót các bác. Không bao giờ bị sót luôn các cái mủ chúa. Này đây cái mủ nó đang cơi nữa này các bác. Đấy thì không bao giờ nó bị sót nhá. Thì các bác chỉ cần làm như thế là nó ok ngay. Đấy, các mũ. Còn nếu các bác mà không làm được như thế này là rất dễ bị san đàn. Tại vì khi cái tổ ong mà nó đây các bác, đấy các bác thấy mủ chúa này. Đấy cái mủ này nó đang gần nở này. Nếu nó nở cái mủ này ra này các bác này. Đây nhá. Nếu nó nở cái mủ này ra là chắc chắn nó sẽ san đàn này. Hai con chú mới thì nó sẽ san đàn. Đấy các bác thấy này, trên. Còn nó nở ra thì một số cái nó cắn rồi, nhưng cái này chưa cắn này các bác. Đây cái này chưa cắn nhá. Đấy cho lại gần. Cái này chưa cắn, còn các cái này là cắn này. Đấy cái này cắn. Cái dưới cắn. Đấy cái dưới là nó cắn này. Mà nếu như mà các bác mà không xử lý khéo thì là sau khi cái mủ này nó nở ra thì chắc chắn hai con tướng mới thì đương nhiên là nó sẽ chia đàn các bác ạ. Đấy, chứ còn là em chia sẻ luôn với các bác là nếu như mà một tướng mới một tướng cũ thì khả năng chia đàn nó rất là thấp. Khả năng chia đàn rất là thấp, nhưng mà hai tướng mới cả thì khả năng 100% là bị chia đàn. Nhưng mà nếu như hai tướng cũ cả thì là khả năng vẫn là sống chung. Đấy, nên là vì vậy nên là các cái mủ chúa này thì phải xử lý nó đi. Nếu các bác mà không xử lý nó đi là nó sẽ bị san đàn các bác. Đấy. Thì mình muốn làm được như thế này thì mình phải làm như thế này thì với hết sạch được các bác. Đấy thì mình phải xử lý như thế. Đấy đây này, cái mũ đang ngon. Đấy nha các bác nhé, đấy là cái cách mà để mà xử lý cái con chúa. Dán này các bác, dán này là hay ăn mặt. Đấy thì đây là cái cách xử lý cái tổ ong mà khi con chúa mới nó mới nở ra. Con chúa mới mới nở ra thì mình phải xử lý.
mình phải xử lý như thế thì nó mới đạt được hiệu quả nhé các bác nhé. Còn nếu các bác mà không xử lý thì hai con chúa mới là 100% là bị chia đàn. Đấy, 100% bị chia đàn nhé các bác. Đấy, thì bây giờ em lại chia sẻ với các bác một chút là về cái phòng bệnh ở cửa tổ các bác. Đấy, cái phòng bệnh cửa tổ nó rất là hay. Đây em sẽ hướng dẫn cho các bác một chút là cái phòng này. Lúc nãy là em đã giải rồi. Thì từ đầu là các bác cắt cái tê Covid này này. Sau đó là các bác mới bắt đầu là phòng bệnh. Cắt cái này làm sao cho nó vuông, các bác đừng xé là nó sơ, tại vì trong cái tê Covid này nó có lượng đường. Đấy, có lượng đường nên là vì vậy nên là nếu như nó sơ là nó bị dính ở đây thì các bác giải nó rất là khó. Cái thứ hai nữa là thời tiết thì phải nắng ít nhất là một ngày để cho các cái cửa thùng đây là nó khô này các bác này. Tại vì trong đây nó có lượng đường mà nếu giải mà ướt đây là nó sẽ bị chảy ra thì nó dính thì nên là vì vậy nên là các bác phòng cái đây là cái tê Covid nhá. Các bác phòng như thế này này thì các bác ví dụ như ở như cái tổ này là nó có hai cái cửa tổ các bác, hai cái lỗ ra vào. Thì các bác chỉ cần giải đây. Các bác giải này nhá. Đấy, các bác giải xong các bác lấy que này, các bác gạt ra. Đấy, que các bác gạt ra. Đấy thì là tí nữa con ong nó đi ra hoặc đi vào thì kiểu gì nó dính đấy, các bác thấy nè, nó vừa đi vào. Nó vừa đi vào thì đi vào kiểu gì nó cũng dính. Đấy, dính vào thì nó mang cái thuốc này vào trong tổ ong. Đấy, mang tổ ong thì đương nhiên nó đấy các bác thấy đấy, chân nó sẽ dính hoặc là cánh nó dính hoặc người nó dính. Đấy, thì nó mang vào tổ ong thì nó sẽ đi khắp cái tổ ong. Đấy, tại vì rất là nhiều con nó đi nên là vì vậy là cái cách phòng này thì nó vừa nhanh gọn vừa hiệu quả. Nhưng các bác nhớ lưu ý là phải nắng ít nhất là một ngày nắng, còn không được hai ngày nắng để cho nó khô các cái miệng thùng lên thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nhé. Đấy, bây giờ là đợi một tí nữa thì con ong nó sẽ đi vào thì đây, em chắn cái mạng đằng hông này. Để bắt đầu em ra tí cho con ong nó đi vào. Đấy thì phòng cái cách này thì nó cực kỳ hiệu quả. Đấy các bác thấy đấy, đây một con nó vừa đi vào đấy. Đấy nó đi vào thì nó sẽ dính trên chân và dính cánh. Đấy, nếu nó đi chui ngược lại thì nó dính cánh, mà nếu như nó đi thẳng bằng chân vào thì là nó sẽ dính chân các bác ạ. Đấy, nên là cái cách phòng này nó cực kỳ hiệu quả. Cực kỳ hiệu quả cho tổ ong. Nhưng mà cái này thì là rất ít người làm. Này là rất ít người làm, tại vì phòng cái này chỉ có em là ngày xưa là học được cái ông ở quân đội. Thì em phòng bệnh này cách đây 2 năm em có chia sẻ cho các bác một lần. Nhưng mà năm nay thì em chia sẻ với các bác một lần nữa. Một lần nữa là cái cách phòng bệnh ngoài cửa tổ. Thì cái cách phòng bệnh này nó vừa là nhẹ nhàng, không cần thấy thời gian nhiều. Ví dụ như các bác 20 tổ nó chỉ mất khoảng tầm cỡ 15 đến 20 phút là căng thôi. Thì các bác phòng được hết cửa tổ thì nó rất là đơn giản, các bác tranh thủ các bác phòng là nó cực kỳ hiệu quả. Đây em lại đi ra cái tổ khác để cho các bác xem một chút nữa để các bác dễ. Đây như thế này em vừa phòng em cũng đi quay lại này. Đấy, đi quay lại mà nó đã gần hết như thế này. Đấy, thì phòng nó rất là đơn giản thôi các bác. Đây em chỉ cần lấy cái que này, cái này các bác này, lấy que này em chỉ cần giải thôi. Đấy, em giải thôi. Đấy, em giải. Đây là em nói lại với các bác để các bác nhận biết cho nó dễ. Đây. Đấy. Đấy. Vậy là tí nữa là hắn đi vào một cái là hắn dính vào chân nơi các bác. Đấy, nó rất là đơn giản và hiệu quả nhé. Rất là hiệu quả các bác. Đấy, như tổ này em chưa giải này. Tổ này là lúc nãy là em đấy em chưa giải này. Đây cái tổ này đây các bác. Tổ này là em chưa giải. Thì bây giờ em giải thôi. Đấy, rồi là em lấy cái que thôi. Chỉ cần lấy cái que đơn giản, cái que nhỏ nhỏ đó, rồi gạt nó ra thôi các bác. Đấy, vậy là hắn đi vào một cái là nó sẽ dính vào chân hoặc là dính vào cánh.
Còn như cái này nó mà hở nhiều quá thì các bác ép nó lại vài cái là nó sẽ đi, bắt buộc nó phải đi vào. Đấy, các bác thấy bắt buộc nó phải đi vào. Đấy, đi vào thì nó dính ở cẳng với ở chân ở cánh, thì nó vào trong đấy nó sẽ phủ đều các bác. Này em đóng nó hơi hở lúc này đấy. Thì nó sẽ nhanh ấy, mà cái cách này không phải cho ăn này, không phải bo phấn này, nó cực kỳ hiệu quả và nó nhanh gọn. Nhưng mà cái này thì thực ra là cái này là em học từ cái chú ở quân đội. Chú làm bên thuốc cổ truyền các bác, nên là người ta hướng dẫn cho em. Cái lúc đấy là em lên em chơi thì người ta có hướng dẫn cho em. Đấy, thì là em đấy, ông hướng dẫn cái này với là cái cách đây khoảng tầm cỡ 10 năm rồi đấy các bác. Đấy. Và cái mà phòng bệnh cái lúc mà cái cây cộng sản nó nở hoa xong nó sụp lại thì nó có một lượng độc nhỏ, nên là phải phòng bệnh hoặc là cho nó ăn no. Vâng, rất là cảm ơn các bác. Nếu các bác mà thấy em chia sẻ hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.